vậy. Rồi, mắt trầm tư nhìn về phía trước con đường, không được cười, không được cười, để tay đầu gối này, để tay đầu gối, để tay đầu gối. Rồi nhìn thẳng về phía trước, tạo dáng đúng chưa? Tay đi, tay không, đang trầm tư mà, trầm tư về đây. Không nói gì hết, nhấp mồm, mím chặt môi, thở vào mũi, mắt nhìn thẳng, tưởng tượng khí vào đan điền. Mày đuối hết cơm đi, đi chụp nó mới đẹp chứ. Ai mà chụp phải cơm chứ. Đó là nào, anh gấu ơi, gấu ơi, nhìn chị Minh Anh cơm này. Chị Minh Anh này, chị gấu ăn cơm đi, chị gấu ăn cơm giỏi nha. Ôi chị Minh Anh cơm giỏi nha. Rồi ra đây. Thế thôi, chị Minh Anh chưa lại thì bố tặng thầy cũng cho con nhé. Ôi bố ngon thế, bố ngon thế à? Ôi bố ngon thế nhá. Thế rồi, đến đây chị Minh Anh nhá. Ăn một miếng cuối cùng đi thôi. À, miếng cuối cùng. Miếng cuối cùng chị Minh Anh này. Này. Con lại ăn nốt miếng cuối cùng. Đây đi. Chị Minh Anh cố lên, chị Minh Anh cố lên, chị Minh Anh ăn à. Nào. Đó, ăn đi tí nữa nhá. Này, Minh Anh ăn miếng cuối này. Miếng cuối. Ăn đi, một lại bố đút cho nữa rồi không ăn nữa con. Miếng cuối này. Kìa. Này bố đút cho rồi không ăn nữa. Miếng cuối đi. Miếng cuối đi à, các bạn ơi. Thế thôi, gấu không chơi Minh Anh nữa, Minh Anh không nghe được bố thôi. Gấu ôm bố đi. À, gấu ăn bố nhau. Minh Anh ăn không? Minh Anh ăn nào? Ăn đi đã, ăn rồi bố ôm. Ăn miếng cuối cùng. Thế thôi. Ăn đi rồi mẹ không bắt ăn nữa. Ôm gấu ngủ. Nào, con nào ngoan đấy. Thế bố để Minh Anh tự xúc ăn. Đau mồm. Đau mồm á, làm sao mà đau mồm? Con làm sao mà đau? Con đau mồm à? Con lại con ăn miếng cơm cuối cùng đi rồi thôi.